Vâng, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn trồng dưa hấu nha các bạn nhé. Trồng dưa hấu và hạt mình sẽ lấy trực tiếp từ trong quả dưa hấu này nha các bạn. Giờ mình sẽ bổ quả dưa hấu này ra nhé. Đây các bạn, rất nhiều hạt nhé. Giờ mình sẽ lấy hạt từ trong quả này ra nhé các bạn. Đây, giờ mình sẽ lấy một cái thìa nhỏ. Mình sẽ xúc hạt này ra nhé. Đây, hạt đây các bạn. Vì hạt dưa hấu mình mới lấy từ quả ra nhé, nên nó còn rất ướt và rất nhơn nhá. Đây là đất này, đất một chậu đất cũ này. Đất này mình lấy từ vườn lên nhé các bạn nhé. Giờ mình sẽ gieo vào hạt dưa hấu vào chậu đất này nhé các bạn. Đây nhé các bạn, gieo nhé. Rồi các bạn phủ đất lên trên nhé. Các bạn chỉ cần phủ mỏng thôi, đủ che kín hạt là được. Rồi xong các bạn tưới nước nhé, tưới nước giữ ẩm cho đất nhé. Hạt dưa hấu là cũng rất nhanh nảy mầm đó các bạn ạ. Dưa hấu của mình sau một tuần này các bạn. Sau một tuần thì hầu hết các hạt dưa hấu của mình nhé, gieo đều nảy mầm nhé. Các hạt nảy mầm khá là đều nhau các bạn ạ. Những hạt nào nhanh nhá, chỉ tầm khoảng 3-4 hôm thôi là bắt đầu bung đất nhé, bung đất đẩy lên nhé. Còn một số hạt chậm như hạt này thì cũng mới bung thôi. Những hạt chậm này thường là những hạt bé nhé, những hạt bé và nó chưa già nhé. Dưa hấu của mình sau 2 tuần gieo nhé các bạn. Sau 2 tuần gieo thì hầu hết các hạt của mình gieo đầu nảy mầm nhé các bạn nhé. Cây đã ra lá thật rồi các bạn. 1 đến 2 lá thật thì chúng ta bắt đầu đem đánh đi trồng nhé các bạn nhé. Đây là 4 thùng xốp thì mình đã chuẩn bị sẵn này. Và mình sẽ trồng ra 4 thùng xốp này nha các bạn nhé. 4 thùng xốp này thì toàn là đất từ các chậu trồng cây cũ của mình tận dụng lại nhé các bạn. Đây có các chai nhựa nhé. Chai coca 1 lít rưỡi mình đã đục nổ. Mình sẽ chôn vào trong thùng xốp nhé, để mình bón rác thải nhà bếp vào trong đây nhé. Mình tận dụng luôn rác thải nhà bếp làm phân bón cho cây nhé các bạn nhé. Đây, mình đục nổ xung quanh chai nhé. Dưới đáy chai mình có đục nổ nhé các bạn nhé. Đây các bạn chỉ cắt ra như thế này thôi, nhưng cắt không hết nhé. Để như thế này các bạn đậy xuống được này. Và nó sẽ không bị mùi nhé. Cắt như thế này nhé. Các bạn cắt đi. Cắt như thế này. Sau đó các bạn úp này xuống này. Đấy, như vậy nó cũng kín mà không bị mùi nhé. Cách nào cũng được nhé, tùy theo các bạn nhé. Rồi, mình đã đào xong 4 cái hố rồi các bạn. Chào các bạn, lấy chai nhựa nhé. Rồi các bạn đặt xuống đây. Rồi xong rồi các bạn đắp đất này nhé các bạn. Rồi mình sẽ lấy cái thìa này nhé các bạn nhé. Mình sẽ lấy cái thìa này và mình sẽ tách đánh từng cây con ra các bạn ạ. Đây các bạn nhìn thấy rễ của cây không ạ? Mỗi thùng mình sẽ trồng 2 cây nhé các bạn nhé. Nếu cả 2 cây cùng tốt thì mình sẽ để cả 2 cây. Còn nếu mà còn không thì mình sẽ để lại 1 cây nhé các bạn. Nếu các bạn trồng cây mà các bạn đánh được cả tảng đất to như thế này nha các bạn, thì các bạn trồng cây không giờ no chột với no bị héo nha các bạn nhé. Trồng xong thì các bạn tưới nước vào nha các bạn nhé. Vì cây của mình đánh thì cây của mình đánh rất nhiều đất nhé. Cho nên kể cả tưới nước chậm một chút cũng không sao nhé, cây nó cũng không bị héo nha các bạn. Các bạn có rác thải nhà bếp đấy, có thì các bạn vứt vào đây nhé. Rồi xong thì các bạn có nấm Chico Đề Ma thì các bạn rắc một ít vào nha các bạn nhé. Cái nấm Chico Đề Ma này giúp cái rác thải nhà bếp nhanh phân hủy nha các bạn nhé. Mà tránh nó gây ra những cái khi phân hủy, khi rác nhà bếp phân hủy nó tránh sinh ra những cái loại mà vi sinh vật có hại nha các bạn nhé. Các bạn chỉ cần rắc một ít thôi. Đây các bạn chỉ cần rắc một ít này cho mình nhé. Rồi, sau chúng ta đậy kín vào. Các bạn thể lấy cái túi bóng đen các bạn phủ kín vào đây nhé, để giúp cái này phân hủy nhanh hơn nhé các bạn. Rồi trồng xong rồi các bạn tưới nước vào nhé các bạn nhé. Dưa hấu của mình sau 2 tuần trồng nhé các bạn nhé.
sau 2 tuần trồng, trồng trên sân thượng nó rất chi là nắng nha các bạn nhé. Đây, đất này, đất nhìn khô gioang và rất chi là xấu luôn các bạn. Dưa hấu của mình sau 1 tháng trồng nha các bạn nhé. Sau 1 tháng trồng thì cây lên rất là xanh tốt các bạn ạ. Đây, cây lên rất là xanh tốt nha các bạn. Rất nhiều hoa luôn các bạn ạ. Đây, hoa được rất nhiều các bạn. Đang đang một vài bông hoa cái nhé, đã đậu quả nhé các bạn nhé. Đây, hoa cái đây, đã đậu quả đây. Lần này là mình trồng theo phương pháp tự nhiên nha các bạn nhé. Từ lúc lên đến giờ thì mình cũng không có tác động gì cả, không có ngắt ngọn, ngắt trèo, ngắt nhánh nha các bạn nhé. Không có thủ phấn bằng tay nhé. Mỗi chậu 2 cây, mỗi cây mình sẽ để lại 1 quả. Hiện tại thì khá nhiều cây nhé, có hoa cái nhé và đậu quả nhé. Nhưng mà vì bây giờ là quả nó đang còn nhỏ này, nó vẫn có thể bị thui. Quả đang còn nhỏ và vẫn có thể bị thui này, vẫn có thể bị rụng. Nên mình chưa ngắt ngọn nhé, và chưa ngắt trèo phụ nhé. Còn khi đến khi quả mà nó hình thành nhé, nó to ra một chút ạ, thì mình sẽ ngắt ngọn nhé, ngắt trèo nhé, để cây tập trung nuôi quả nhé các bạn nhé. Thế nha các bạn, quả con đây nhé. Đây, quả con đây. Đây nơi các bạn, vì mình trồng theo phương pháp tự nhiên nhé, để nó phát triển tự nhiên nhé, nên cây phát triển rất chi là nhiều ngọn nhé các bạn nhé. Đây, mỗi chậu có 2 cây thôi, nhưng mà ngọn thì rất chi là nhiều luôn các bạn. Ngọn rất nhiều luôn ạ. Đây, hàng ngày thì mình vẫn bổ sung rác thải nhà bếp nha các bạn nhé. Khi nó vơi thì mình lại bổ sung nha. Đây các bạn, mình đục cái chai nhựa đây, mình cho rác thải nhà bếp hàng ngày nha các bạn. Các bạn, rác thải nhà bếp đây, vỏ chuối này, vỏ rau này, vỏ dưa này. Đây, hàng ngày mình vẫn cho rác thải nhà bếp vào đây nha các bạn nhé. Cho đến khi đầy mà không cho được nữa thì thôi. Mỗi lần cho rác thải nhà bếp thì mình rắc thêm một ít nấm Chico để ma nha các bạn nhé. Mình rắc thêm một ít thôi đây, để giúp cái rác thải nó phân hủy nhanh hơn nhé. Xong thì mình lại đậy vào. Với các chậu bên cạnh thì mình cũng làm tương tự đây các bạn. Trong này nó hơi tối nhé, nên các bạn nhìn hơi khó nhé các bạn nhé. Đây nhé, mình cũng cho rác thải nhà bếp vào đây nhé. Xong thì mình lại rắc một ít nấm Chico để ma vào nhé các bạn nhé. Rồi, mình lại đậy lại nhé. Với cách này thì mình cung cấp một lượng dinh dưỡng cho cây nhé. Và thứ hai là mình tận dụng rác thải nhà bếp nhé, không xả ra ngoài môi trường nhé. Và thứ ba nữa là khi mình cho rác thải trong đây này, nó sẽ sinh ra ít côn trùng và vi khuẩn hơn nhé các bạn nhé. Nếu các bạn vứt trên bề mặt này sẽ sinh ra rất nhiều sâu bọ, côn trùng, ốc sên các thứ. Các bạn trồng dưa thì chú ý nhé các bạn nhé. Vì cây dưa neo hay dưa chuột ấy, là nó rất hay bị bệnh, nó hay bị muội dẹp này, muội trí này, và bệnh phấn trắng nhé các bạn nhé. Bệnh thì lây lan rất chi là nhanh và nó sẽ làm cho cây yếu nhé, khi cây ra quả rồi nhé. Mà chúng ta chậm chứa chỉ là cây nó cũng chết nhé các bạn nhé. Cho nên ấy, những cây mà sau thời gian trồng mà có lá già thì các bạn nên cắt bớt lá già đi nhé, để hạn chế sâu bệnh. Đây các bạn, đây là những cái lá già này ở trên cây dưa này các bạn, nó ở sát đoạn gốc nhé. Đây, nó sát ngay đoạn gốc này, lá nó đã già rồi này, mà vàng vàng này. Những cái lá này là có dấu hiệu của sâu bệnh nhé. Đây các bạn, dưới này rất nhiều muội này, dẹp này. Cái này nha, nó cũng khả năng mắc bệnh sương mai nữa các bạn. Cho nên ấy, những cái lá già này giờ mình sẽ cắt bỏ hết nhé các bạn nhé. Các bạn cắt bỏ hết các lá già của tất cả các gốc cây nhé. Đây các bạn, đây lá già đấy. Đây, cây này đều có lá già này, và nó vàng hết rồi nhé các bạn nhé. Đây các bạn, đây lá già vàng hết này. Giờ mình sẽ cắt bỏ hết những cái lá già này đi nhé. Mà mình đây, mình sẽ cắt hết đi để tránh nguy cơ sâu bệnh nhé các bạn nhé. Nhỏ này kém phát triển này các bạn, các bạn cũng cắt bỏ đi nhé, để cây nuôi những nhánh chính nhé, thân chính nhé các bạn. Dưa thì khi đậu quả thì quả lớn rất chi là nhanh nhé các bạn nhé. Khi đậu quả các bạn ngắt ngọn thì chỉ tầm khoảng 1 tuần thôi, các bạn nhìn thấy quả lớn trông thấy nhé các bạn nhé. Đây các bạn, những quả đầu ngọn nhé.
đây, cứ khi chín nhé, khi chín các bạn cứ ngăn ngọn nhé, quả lớn rất chi là nhanh. Và đặc biệt là những quả, những cái thân chính nhé các bạn nhé, những quả, những cái thân chính này thì khi ngắt ngọn này lớn rất chi là nhanh nhé, nó sẽ lớn nhanh hơn rất nhiều là những quả, những nhánh phụ ra quả nhé các bạn nhé. Nhưng mà nhiều khi là những nhánh phụ á, những nhánh chính nhé, mà quả nó bị thui, bị hỏng á, nó không ra được. Nhiều khi những nhánh phụ á, thì quả nó dễ ra hơn các bạn, thì nhiều nhánh chính là không đậu được quả, những nhánh phụ nó đậu quả trước nhé các bạn nhé. Mà nếu mà thấy quả nó cũng khá là tốt thì chúng ta bỏ nhánh chính đi, chúng ta để nhánh phụ để cho nhánh phụ tập trung nuôi quả nha các bạn. Đây các bạn nhé, rất nhiều quả nhỏ nha các bạn nhé. Mình chỉ để những mỗi thân một quả chính thôi các bạn ạ. Dưa mình trồng theo phương pháp tự nhiên nha các bạn nhé, cho nên số lượng quả và chất lượng quả thì nó cũng không được cao nha các bạn nhé. Quả thì nó không thể to bằng các bạn mua hạt dưa từ gói hạt về nha các bạn nhé. Vì quả, vì dưa này mình trồng hạt lấy trực tiếp ở trong quả ra nhé các bạn nhé, cho nên hạt nó cũng là hạt F2 rồi các bạn ạ, nó không thể hạt bằng hạt F1 được. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Nếu thấy hay bị ý nghĩa thì bấm like và đăng ký ủng hộ mình nhé, để mình cho ra những video hay bị ý nghĩa hơn nữa nhé các bạn. Cảm ơn các bạn nhé, chào các bạn.